Đấy, mình sẽ quay. Đó, như này đây. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình làm một cái clip này là mình để chia sẻ cái cách mà mình quay video và đăng tải lên mạng xã hội cho các bạn xem. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mình cách. Đấy, thì mình làm ra một cái video trên YouTube á, bây giờ thì mình gồm những công đoạn nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết. Đấy, ok các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem. Ok. Hãy các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để cho mình có thêm động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ lại cùng mình đi quay clip. Rồi ok bạn ơi, trước tiên thì các bạn cần một chiếc điện thoại giống như mình đây. Bây giờ mình sẽ mở điện thoại lên. Và sau đó các bạn rồi và sau đó các bạn vào phần camera. Các bạn bấm vào cái chữ video. Đó. Và sau đó các bạn bấm nút quay. Vào quay thôi. Bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Chúc các bạn xem video có một ngày mới vui vẻ và an lành. Và đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Ok. Vậy đó. Thì ok bạn ơi, giả bộ bây giờ mình sẽ quay thử chiếc đu đủ này. Đấy. Mình sẽ quay. Đó. Như này đây. Khi mà các bạn quay xong á, các bạn nó bấm nút dừng. Rồi ok. Rồi ok các bạn ơi. Sau khi các bạn quay xong á, thì các bạn chỉ việc cắm vào máy tính thôi. Bây giờ mình sẽ cắm vào cái máy tính của mình các bạn ơi. Đấy. Nếu như cái này mình sẽ dùng cọng sạc này cắm vào. Để truyền dữ liệu qua cái máy laptop của mình các bạn ơi. Một tay khó lắm. Rồi mình đã cắm vào các bạn ơi. À, bây giờ các bạn chỉ vào việc vào cái phần này nè. Đó. Bạn tìm cho mình. Cái phần mà Apple iPhone á. Cắm vào. Các bạn chọn cái phần này nè. Các bạn chọn cái chỗ nào hư mục nào có lưu cái những cái video mà các bạn đã quay rồi á, bấm vào. Đấy. Ở đây thì đây có hai cái video mà hồi nãy mình vừa mới quay xong cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Đó. Rồi, ok. Ok, hai cái video này không? Mình sẽ để bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm mình làm video cho các bạn xem. Và đây chính là phần mềm mình thường dùng để edit video cho các bạn xem đó. Giờ mình sẽ bấm vào. Chờ nó download các bạn ơi. Bạn mở phần mềm lên rồi các bạn hãy dán cái video của bạn vào đây. Rồi, mình thấy cái video này chưa ưng ý các bạn ơi. Đấy, thì bấm vào. Ờ, nếu như cái video mà cái chiều nó không đúng, các bạn có thể quay lại như thế này. Cái này nè, đó, bạn quay lại. Điều chỉnh cái chiều của video đó, cho nó đẹp. Bung ra, rồi ok. Bây giờ các bạn mình sẽ cho chạy các bạn ơi. Nếu như các bạn muốn chuyển cảnh như thế nào, các bạn bấm vào phần này nè. Nè. Chuyển cảnh như thế nào, bấm vào. Đó. Sẽ
có những nhiều chuyện cảnh lắm đó nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Còn nếu như các bạn muốn thêm nhạc, các bạn chỉ bấm vào cái nút music này. Và sau khi các bạn đã chỉnh sửa video xong xuôi hết trơn rồi, các bạn bấm vào chữ Public và sau đó các bạn bấm vào chữ For Computer và bấm vào cái dòng cuối cùng để xuất video ra các bạn ơi. Vậy là quá trình xuất video đã thành công rồi các bạn ơi. Sau khi xuất video thì các bạn chỉ việc đăng lên YouTube thôi. Ok, tóm trình duyệt lại. Các bạn học hình máy quay như thế này nè, các bạn bấm tải video lên. Sau đó các bạn bấm như thế này. Rồi các bạn bấm vô luôn nha. Rồi các bạn bấm vô video kết thúc. Và nếu như các bạn thấy video này hay, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.